em muốn nhờ anh lấy giùm em cái USB nho nhỏ trong ví tiền của chị ấy. Chị đang làm gì ở đây? Em đang làm gì ở đây? Chắc chắn chuyện tiết lộ kế hoạch thâu tóm lần này sẽ khiến bọn chúng hết sức đau đầu. Chị chỉ là một quân cờ nhỏ thôi. Bọn họ là liên minh ma quỷ. Anh muốn gì? Đừng cố đi. Nếu như chúng ta thực hiện toàn bộ hạng mục theo yêu cầu của họ, với số tiền ứng trước quá ít, chúng ta sẽ gặp khó khăn về vốn. Còn nếu như quyết tâm làm, thì chúng ta sẽ gây ảnh hưởng tới các thương hiệu khác. Đó là tiêu chuẩn của Bảo Nam, và cũng là rủi ro khi chúng ta mạo hiểm ký hợp đồng với những công ty loại như vậy. Chúng ta thừa biết, khi ký hợp đồng thì họ sẽ dựa vào những tiêu chuẩn của Si để bắt chúng ta thực hiện. Đôi khi còn khắt khe hơn, nhưng không có cách nào khác. Nếu thực hiện tốt thì đây là một bước tiến dài trong giới truyền thông. Nhưng với thực lực hiện tại của công ty, liệu chúng ta có quá vội vàng không? Chuyện đó tôi lo. Đây là ngân hàng cho chúng ta vay vốn trong một năm. Đủ chưa? Một năm. Một năm quả là thời gian gấp gáp, rất áp lực. Nhưng nếu như chúng ta chuẩn bị kế hoạch một cách cẩn thận thì cũng rất là khả thi. Chúng ta đã có rất nhiều thương hiệu đi vào quỹ đạo, mình có thể xoay dòng vốn. Vậy thì có một năm để lấy bằng được Bảo Nam. Mời. Thăng chức. Chúc mừng em, phục hồi chức cũ, lại làm giám đốc điều hành bộ phận sáng tạo của Si. Tại sao? Rõ ràng là em đã làm hư việc mà. Frank nói không sai, vận may của em cực kỳ tốt. Dự án Bảo Nam thực ra vốn chúng ta đã định nhường cho Thanh Phương. Lúc trước chị đâu nói em vậy? Chị không muốn nói với em, bởi vì chị muốn cho khách hàng biết rằng chúng ta đang cố gắng cạnh tranh giành dự án này. Nói cách khác là chúng ta muốn cho họ cảm thấy rằng khách hàng đang lựa chọn chứ không phải là Si đang lựa chọn. Nhưng mà tổng giám đốc của Bảo Nam nói là họ không ký kết hợp đồng với Si vì lý do thay đổi nhân sự cấp cao mà. Tin tức thay đổi nhân sự cấp cao là do chúng ta truyền ra ngoài mà. Tại sao chị lại làm vậy? Sinh nhật của em khi nào? Ngày mai. Vậy thì em muốn được tặng gì? Em muốn được bí mật của Si. Được thôi, nguyện vọng của em trong ngày sinh nhật sẽ được thỏa mãn. Em thấy lạ lắm đúng không? Vì sao thái độ của chị thay đổi 180 độ như vậy? Nếu em không biết, chắc ngày nào cũng sẽ nằm mơ thấy ác mộng quá. Mỗi ngày, mỗi giờ, lúc nào cũng có cảm giác giống như là có một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ trước mặt vậy. Bật mí trước một bí mật cho em biết, coi như là khai vị. Chắc em biết, nhóm Thanh Phương đã nhận dự án Bảo Nam, nhưng mà họ hoàn toàn không đủ lực để tiến hành. Do đó, họ phải dốc hết sạch tiền, mà còn phải vay mượn ở bên ngoài nữa đó. Cái tính ưa mạo hiểm của Nguyên, có chết cũng không bỏ được. Làm sao Nguyên quyết định được? Chính Thanh Phương đã dòm ngó Bảo Nam lâu rồi. Nếu như không có sự quyết định của Thanh Phương, Nguyên căn bản sẽ không bao giờ giành lấy dự án này. Bọn họ dự định sẽ vay tiền ở một ngân hàng cổ phần. Tình cờ chỉ biết được một bí mật chết người của ông chủ ngân hàng này. Do đó, chỉ cần đem bí mật này ra đe dọa thì chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ vay được số tiền mà họ cần. Sao có gì chị cũng biết hết vậy? Mà tại sao chị lại nói với em những chuyện này làm gì? Chị biết là em không tán thành mục tiêu của Thanh Phương và Nguyên đang đeo đuổi. Đây là cơ hội rất là tốt. Chỉ cần em hợp tác thì bọn họ lần này chắc chắn sẽ chết. Hóa ra đằng sau câu chuyện em được thăng chức lại phức tạp đến vậy. Nếu em không đồng ý, có phải em sẽ bị dắt tay lót lá dẫn thẳng ra khỏi cửa của Si luôn đúng không? Em không cần trả lời vội đâu. Sau khi rời khỏi đây, dọn vào phòng làm việc mới, hãy tận hưởng cuộc sống của giám đốc điều hành bộ phận sáng tạo đã. Yeah.
Tất cả đã được thu dọn xong. Em xem còn thiếu thứ gì em muốn mang đi không? Em đừng buồn nữa. Có kinh nghiệm làm việc ở Si sẽ không khó tìm việc đâu. Em đã được thăng chức rồi. Cái gì? Không đùa đấy chứ. Và đây là thẻ nhận dạng của chị. Dùng thẻ này, chị có thể ra vào cửa lớn, có thể vào kho tài liệu trung tâm của công ty. Chỉ có thẻ của chị và tổng giám đốc mới có quyền hạn ấy. Tất nhiên, những điều này chị đều đã biết. Ừ, chị biết rồi. Em ra ngoài đi. Alo, anh có thể ra ngoài đi dạo với em một chút được không? Dạ. Xin lỗi anh đã vất vả cả ngày rồi mà em còn bắt anh ra đây đi dạo với em. Không sao, trông anh có vẻ hôm nay hơi mệt mỏi. Chắc là do áp lực nhiều quá hả? Chắc tại thời tiết. Khi anh đứng trước một sự lựa chọn khó khăn, anh sẽ làm như thế nào? Còn tùy. Chuyện nhỏ thì sao cũng được, nhưng chuyện lớn thì vẫn phải tự mình quyết định. Có khó không? Có những chuyện thật sự khó. Nếu khó quá thì sao? Nếu khó quá thì mình sẽ chọn việc khó hơn. Mẹ em cũng thường hay nói với em như vậy. Em muốn ngủ một lúc. Để anh đưa em về. Không cần đâu. Như thế này cũng được. Chỉ một lúc thôi. Xin lỗi chị. Chuyện hôm qua chị nói với em, em không thể làm và cũng không muốn làm. Bây giờ chị có thể lấy lại chức giám đốc điều hành bộ phận sáng tạo chị đem ra trao đổi rồi. Quyết định nhanh vậy sao? Dạ. Tại sao lại không làm? Hôm qua em có cơ hội được ngắm hoàng hôn rất đẹp trong công viên. Lúc đó em nghĩ, nếu như mình làm việc gì sai trái mờ ám thì sau này nhất định trong lòng sẽ cảm thấy rất hổ thẹn, không thể an nhiên tự tại ngắm hoàng hôn được. Ngay cả hoàng hôn đẹp cũng không thể ngắm thì không còn đáng sống nữa. Dự đoán không sai mà. Không sao. Giả dụ như chúng ta đóng phim, em thử đoán xem câu chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào. Em sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, về nhà, ngồi trên giường và ngắm hoàng hôn qua cửa sổ. E rằng tạm thời em vẫn chưa thể sống những ngày tháng nhàn nhã tốt đẹp được đâu. Hôm nay là sinh nhật của em. Nhớ những gì chị đã nói với em chưa? Chị nói sẽ cho em biết bí mật của Si. Em còn muốn nghe không? Trước đó, chị có thể nói cho em biết tại sao từ trước tới giờ cho dù em có làm bất cứ chuyện gì cũng không bị đuổi việc, thậm chí còn được thăng chức không? Giống như những chuyện chị đã nói, toàn bộ câu chuyện Bảo Nam đều được sắp đặt. Đây chẳng qua là thủ đoạn để suy thôn tính những công ty truyền thông nhỏ như Thanh Phương. Em đã từng vào kho dữ liệu trung tâm, chắc chắn là em đã xem xét được lịch sử phát triển của công ty. Si không ngừng vận động, tích lũy vốn, phát triển lớn mạnh. Si muốn lợi dụng Bảo Nam để hút cạn máu của công ty Thanh Phương. Sự ra đi tạm thời của khách hàng không quan trọng, bởi vì chắc chắn họ sẽ quay lại. Chính chị là người khiến cho Si trở nên tà ác như vậy. Chính chị là người hãm hại khiến cho Phan phải ra đi. Cảm ơn em đã đánh giá cao về chị. Chị chỉ là một quân cờ nhỏ thôi. Chức tổng giám đốc là gì chứ? Mỗi năm thì kiếm được bao nhiêu tiền? Chúng ta vất vả làm cho đến chết thì cũng không bằng một cổ đông tiêu xài trong một năm. Phan bị mất chức là sách lược của lãnh đạo cấp cao. Bọn họ cả ngày chẳng biết làm gì
ngoài việc sắp bàn cờ. Chị được xếp vào đây. Dạ em cũng vậy. Em không tin. Con đường của em là do chính em lựa chọn. Cô bé à, em hãy tìm hiểu kỹ lại đi. Dựa vào cái gì mà em được vào đây, ngồi trên chiếc ghế giám đốc điều hành bộ phận sáng tạo? Dựa vào cái gì mà chuyện Bảo Nam phải tới lượt em lo? Em chẳng làm được gì cả, ngoài chuyện chạy tới chạy lui, rồi một hồi cũng quay lại vị trí cũ của mình. Chuyện như vậy thường không xảy ra trong thành phố này đâu. Sở dĩ em biết được những chuyện này là bởi vì họ chọn em, chứ không phải là chính em lựa chọn mình đâu. Em không tin. Frank nói về em có thực lực nên mới được giữ lại Si. Anh ấy cũng đã chống lại áp lực từ cấp trên đề bạt em lên làm giám đốc điều hành bộ phận sáng tạo. Em biết ban đầu Frank rất ghét em, nhưng sau này dần dần anh ấy đã thay đổi cách suy nghĩ về em. Tất cả những điều đó đều là do thành quả cố gắng của em mà có được. Chị không thể sử dụng một nhóm người không có thực mà phủ sạch trơn tất cả những thành quả cố gắng của em trong thời gian vừa qua được. Chị muốn nói chuyện này cho em biết. Frank bị mất chức là bị phát hiện gia nhập vào một thế lực đối địch khác. Frank đối với em như vậy chắc chắn là có liên quan đến một chiến lược tổng thể. Đây không phải là giấc mơ Mỹ. Người bình thường không thể nào nắm giữ được số phận của mình. Nếu chị cứ khăng khăng nói như vậy thì em không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi Si. Để chứng minh ít ra em vẫn có quyền lựa chọn ở lại hay không, quyết định cuộc sống theo cách riêng của mình. Vậy thì em cứ thoải mái bước ra cửa của Si đi. Chị tin rằng họ đã chuẩn bị quà cho em rồi đó. Đây là quà sinh nhật đầu tiên mà. Alo. Đây là một quà sinh nhật thứ hai mà cô được nhận. Anh là ai? Hãy lập tức chạy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Anh là ai? Cô có 5 giây. 5 4 3 2 1. Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn gì? Đừng cố tìm tôi. Đuổi theo đâu? Tại sao lại là anh? Có phải anh đã thông đồng với Thanh Vân không? Tại sao lại hỏi anh như vậy? Em vừa từ phòng làm việc của chị đi ra, lại gặp anh ở đây. Em nghĩ là anh đóng kịch hả? Anh không có nhiều thời gian đâu. Tự nhiên có một thằng khùng điện thoại cho anh, rồi sau đó không ngờ tất cả những gì nó nói là sự thật. Em không tin. Cùng bọn chúng là ai? Sẽ có người trả lời câu hỏi đó của em. Bọn họ là liên minh ma quỷ.
một tổ chức xuyên quốc gia. Thành viên là thành phần ưu tú. Tôn chỉ của họ đó là quyền lực. Họ có tham vọng gom hết tất cả những của cải, tài nguyên và một số tập đoàn thuộc tổ chức của họ. Chân rết khắp mọi nơi. Chúng ta thì thật nhỏ bé, nhưng hãy làm một trong những người chống lại âm mưu này. Chuyện nghe có vẻ rất hấp dẫn. Ngày xưa khi nghe chuyện này, anh cũng có cảm giác giống như em. Cho đến khi một người bạn thân đi điều tra vụ việc rồi mất tích, anh không thể không tin. Sao lại có thể như thế được? Vì lòng tham. Lòng tham của con người là vô đáy. Vì lòng tham người ta có thể làm tất cả mọi chuyện. Hơn nữa bọn họ cho rằng loài người do quỷ Satan kích động, mà quỷ Satan vốn tham lam. Vì lòng tham, con người mới có sáng tạo, phát minh, mò mẫm, con người tiến lên phía trước trong tội ác. Nếu em đã từng xem vở kịch Faust, em sẽ tin những điều anh nói. Trong đó, Mephisto hiện thân cho quỷ Satan, đã dụ tiến sĩ Faust để anh ta đem bán linh hồn của mình. Đổi lại, Mephisto sẽ giúp anh ta hoàn thành ước nguyện. Tổ chức này có từ khi nào? Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nó ngày càng lớn mạnh, xâm nhập và kiểm soát tất cả những tập đoàn và các công ty lớn trên toàn thế giới. Liên minh ma quỷ này đang làm điều đó đối với Si. Chuyện xảy ra tối nay là một minh chứng. Đáng sợ vậy sao? Chẳng lẽ không có cách nào để ngăn chặn bọn chúng? Tụi anh cũng đang cố gắng, nhưng sự ra đi của Frank là một tổn thất. Frank hả? Anh ta vốn là người trung lập, nhưng sau này anh ta ngã về phía anh và bảo vệ em. Hèn gì Thanh Vân nói Frank bị mất chức là do bị phát hiện là người của phe đối lập. Anh nghĩ em cũng nên rời khỏi Si. Hoàn cảnh bây giờ không thuận tiện lắm. Anh không dám chắc chuyện như tối nay không xảy ra một lần nữa. Không, em sẽ không đi vào lúc này. Em sẽ ở lại. Hiện tại liên minh ma quỷ đã gần như hoàn toàn khống chế được Si, mà Si thì ngày càng lớn mạnh. Công ty của các anh hiện đang bị thiệt hại nghiêm trọng, không có cách nào để đối phó với bọn chúng. Nếu như không công phá từ bên trong dẫn đến khủng hoảng, thì hoàn toàn không thể lung lay được địa vị của bọn chúng. Ý em là An Nhiên? Xem ra có vẻ rất là hài lòng. Hơi bất ngờ, nhưng mà em cũng đã nghĩ thông được rất nhiều chuyện. Tốt rồi, chúc mừng em. Từ giờ trở đi, chúng ta là người của một nhà. Lúc đầu chị cũng nhận được quà sinh nhật của họ hả? Những người có thể ngồi lên vị trí này, có ai mà chưa từng được nhận quà đó em. Trước khi bước qua cánh cửa cấp cao của Si, chúng ta đều là An Nhiên ngây thơ, hồn nhiên trong sáng, có thể cười đùa thoải mái, tùy ý nội cáo, hất bạc bỏ đi. Bởi vì trong chúng ta chưa có mối quan hệ nào với Si và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào hết. Nhưng khi đã bước qua cánh cửa đó, vận mệnh của em và Si sẽ gắn chặt với nhau. Từ tối hôm qua, Si đã thực sự bước vào cuộc đời của em rồi đó. Em thật sự đã hiểu rõ chuyện này, cho nên em đã quay lại. Đây là quyết định rất quan trọng. Chị rất vui vì em đã lựa chọn như vậy. Chúc mừng em đã gia nhập vào đội ngũ quản lý cấp cao của Si. Và sinh nhật tối hôm qua phát huy tác dụng, An Nhiên đã quay lại. Được rồi, tin tưởng hoàn toàn. Thank you.
Chị, đây là kế hoạch tổng thể của bộ phận sáng tạo nửa năm tới, em xem đi. Chẳng lẽ chỉ có USB của Thanh Vân mới có quyền tiếp cận và lấy những tài liệu kia? Muốn nhờ anh giúp đỡ cũng không đến mức phải long trọng như vậy chứ. Em mời nhưng mà Si trả tiền, tội gì mà không hưởng. Đã vậy thì anh muốn ăn món ngon nhất, nhưng mà món ngon á thì không nhất thiết phải đắt tiền. Nhà hàng này chỉ phục vụ cho những người thích thực đắt chứ không phải thực ngon. Ơi, người ta không biết món gì là ngon nhất, mời anh ăn một bữa cơm á mà còn bị anh bắt bẻ tới bắt bẻ lui, công tử thật đáng ghét. Lần sau nếu muốn học á, anh sẽ dạy cho. Em không có hứng thú làm quý tộc đâu. Thỉnh thoảng á, đóng vai vào sỏi học làm sang là được rồi. Em tìm anh chắc là việc liên quan đến Thanh Vân phải không? Em muốn nhờ anh lấy giùm em cái USB nhỏ nhỏ trong ví tiền của chị ấy. Cái đó chỉ có quản lý cấp cao ở SEA mới có. Em muốn dữ liệu quan trọng để làm gì? Em muốn điều tra chuyện của Frank. Anh cũng biết đó, Frank là cấp trên duy nhất tin tưởng vào năng lực làm việc của em. Được, nhưng không được nói chuyện này với Thảo Vi. Em biết mà. Mẹ. Chị đang làm gì ở đây? Em đang làm gì ở đây? Em có việc. Chị cũng có việc. Vậy việc ai người đó làm nha. Em đi theo người nam hay người nữ? Em bí mật, em không thể nói chị biết được. Nhưng em biết chắc chắn người chị đang theo dõi là đàn ông. Được không? Cũng được đó. Em cho thử nhé. Ừ. Hỏi. Hai người làm gì ở đây? Chị, em đang có chuyện gấp.
Em sẽ nói rõ ràng cho chị sau. Tóm lại hai người đang làm cái gì vậy? Có phải em lại nhờ Hiếu Điền giúp giải quyết chuyện với ác phụ không? Xin lỗi chị, chuyện này vô cùng quan trọng. Chuyện gì mà cứ nhất định phải để cho hai bọn họ kè kè với nhau như vậy? Em và Hiếu Điền có nghĩ đến cảm nhận của chị không? Xin lỗi chị. Việc này lẽ ra em nên nói trước với chị. Thôi bỏ đi, là lỗi của chị. Tự nhiên lại nổi cáu với em, chỉ tại gần đây lúc nào anh ấy cũng ở bên cạnh chị ta. Chị đừng lo lắng nữa, cũng đừng suy nghĩ lung tung, tất cả là vì công việc thôi. Gần đây chị ta lúc nào cũng viện cớ hẹn anh ấy ra ngoài, anh ấy không từ chối mà ngược lại còn tỏ thái độ rất vui vẻ. Chị cũng không hiểu nổi nữa. Chị đã nói chuyện thẳng thắn với anh ấy chưa? Đàn ông một khi đã muốn lừa dối thì lúc nào cũng có lý do chính đáng hết. Chị à, anh Hữu Điền là một người đàn ông đàng hoàng. Một khi anh ấy đã quyết định yêu ai, sẽ không dễ dàng phản bội người đó đâu. Chuyện ngày hôm nay là gì? Em nhờ anh ấy giúp em lấy trộm dữ liệu trong USB của Thanh Vân. Vì bạn Nguyên à? Vì chính em. Cuộc chiến với Si cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Em ở Si đã lâu, vất vả cũng nhiều rồi. Nhưng sắp tới sẽ còn mệt hơn. Dù sao em cũng nhìn rõ bản chất của chúng. Em đã chính thức khiêu chiến. Chắc chắn chuyện tiết lộ kế hoạch thâu tóm lần này sẽ khiến bọn chúng hết sức đau đầu. Chuyện này sẽ làm Si chao đảo. Nếu em không chịu đựng được, luôn lúc nào cũng ở cửa sẵn sàng chào đón. Em muốn một phòng làm việc với cửa sổ thật lớn. Đương nhiên. Em muốn phòng làm việc của Nguyên. Chị, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi. Công ty có chuyện gì hả? Chị Thanh Vân bảo em đưa cái này cho chị để chị chuẩn bị. Chị xem đi. Quý vị thân mến, những điều mà tôi đã trình bày với tất cả mọi người
chỉ nhằm mục đích tấn công Si. Những cái gọi là chứng cứ tuyệt mật và có thể thấy là có nhiều sơ hở, toàn bộ đều là người làm giả. Tôi tin rằng lần này có người cố ý công kích Si. Cô có nghĩ trong chuyện này có sự tham gia của nội bộ không? Về chuyện này, rõ ràng là tôi không biết. Tôi lựa chọn cách của mình là tin tưởng vào nhân viên. Tôi tin rằng tất cả mọi người sẽ quan tâm đến sự kiện này và cả chiến lược truyền thông của Si. Và sau đây, cô An Nhiên là giám đốc điều hành bộ phận sáng tạo sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị. Thưa cô nghĩ sao về những thứ được làm giả này? Liệu những chứng cứ này có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa công ty Si và các khách hàng hay không? Những tài liệu này là từ... Tôi tin rằng những tài liệu của Dũng Mí xấu này là do một cá nhân nào đó bị đặt ra. Si là một công ty truyền thông quốc tế đã có hơn 50 năm lịch sử. Dựa trên những đánh giá khen ngợi trong ngành, khách hàng của chúng tôi hoàn toàn có thể tin tưởng rằng Si là một lựa chọn hoàn hảo nhất. Những gì tôi muốn nói chỉ có vậy thôi. Cái này người ta gọi là rượu trong giò, sau một đêm biến thành nước, mà không phải là nước lọc, mà là nước bẩn bốc mùi hôi thối. Đó là một đối thủ rất mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Một người mạnh tới đâu thì cũng có điểm yếu. Nguyên à, có một người rất giống cậu đang đến công ty. Anh cứ yên tâm đi, chuyện này tôi đã chuẩn bị từ rất sớm rồi. Vừa rồi cảm giác tự mình tát vào mặt mình như thế nào? Rõ ràng là trong lòng của em căm ghét Si, vậy mà luôn mở miệng nói là tốt cho Si. Là vì cô ấy để em nhìn thấy cái USB. Tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy chị sắp đặt sẵn. Nếu như không có cái bẫy thì cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán. Chẳng phải là lần này qua một đêm với truyền thông đã náo nhiệt lên hẳn rồi sao? Là vì cố ý để cho anh Điền có cơ hội lấy trộm USB cho em đúng không? Nếu mà muốn chơi cùng với chị á thì hãy động não lên đi. Đừng giở chiêu bài Điền thiếu gia. Chị không phải là một con ngốc chỉ vì nhìn thấy chàng trai đẹp mà mất trí khôn. Nếu đến chút khả năng kiềm chế nhỏ nhoi mà không có thì làm sao mà chị có thể ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc Si được? Nói thật, em không có gì xuất sắc hơn những người khác. Về nghiệp vụ em không bằng Thảo Vi. Về sự táo bạo em không bằng Keo Ly. Về sự tỉ mỉ thì em không bằng Thùy Như. Ngay cả sự sáng tạo em cũng không bằng Nguyên. Chị cảm thấy rất là khó hiểu tại sao mọi người lại chọn em. Có điều là từ bây giờ chị sẽ không tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa, bởi vì em đã bị loại ra khỏi cuộc chơi. Nhưng em chính là em. Chị quên là em là một kẻ ngốc vừa cố chấp vừa cực kỳ may mắn sao? Đó chính là lý do họ chọn em. Người như em dù có bị đánh bại 1000 lần đi chăng nữa thì cũng tự đứng dậy, sau đó ngẩng cao đầu và nói: nào, đánh thêm một lần nữa đi. Xin lỗi chị. Cháu là An Nhiên phải không? Dạ. Xin hỏi bác là... Bác là mẹ của Hải Hà. Cháu có thể lên xe ngồi nói chuyện với bác một lát được không? Dạ. Đây là 2 tỷ đồng. Cháu hãy cầm lấy và lấy con trai của bác. Sao? Chị ít à? Bác biết thằng Hà nó yêu cháu, nó theo đuổi cháu cũng rất vất vả, mà cháu thì cứ bám lấy nó,
chẳng qua cũng chỉ vì tiền đúng không? Cháu tưởng là bác không rõ lòng dạ của cháu sao? Nhưng mà hiếm khi thằng Hà nhà bác nó thích một cái thứ gì đến như vậy. Nếu không thì bác đã không cho cháu đạt mục đích dễ dàng như vậy đâu. Bác à, hôm nay là lần đầu tiên cháu và bác gặp nhau. Cháu luôn tôn trọng bác bởi vì bác đáng tuổi ba mẹ cháu. Nhưng cháu cũng hy vọng có sự tôn trọng tối thiểu của bác. Mối hệ của cháu và anh Hà không vụ lợi như bác nghĩ đâu. Còn số tiền này, xin lỗi bác, cháu không quan tâm. Rất vui được gặp bác, chào bác. Chờ chút. Trước khi chết, bác có thể nhìn thấy lễ thành hôn của cháu và con trai bác không? Bác, bác bị ung thư. Bây giờ thì không cần cái tấm sách thừa thải này nữa rồi. Mà thật lòng bác muốn như vậy. Tại sao chứ? Xin lỗi bác, cháu không muốn dùng cuộc hôn nhân của mình để mua lấy hy vọng cho người khác. Kìa cháu, xin lỗi, bác chỉ nói một câu nữa thôi. Xin cháu đừng nói cho thằng Hà nhà bác biết chuyện bác bị bệnh nha.